kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cần kiểm soát chính sách chống tham nhũng để nuôi tham nhũng của tổng bí thư trọng. Việt Nam càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển, bởi đó chính là căn bệnh kinh niên của cả thể chế chính trị một đảng cầm quyền. Đó chính là nhận định chung mang tính khái quát của giới phân tích trong nước cũng như quốc tế khi nói về công cuộc chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay Điều đó là câu trả lời cho thắc mắc của đa số người dân. Tại sao đảng càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng gia tăng không hề thuyên giảm mà năm sau còn cao hơn năm trước. Vào ngày 6 tháng 9, tờ báo Tuổi Trẻ đã có bài viết với tiêu đề Số vụ nhận hối lộ phát hiện tăng hơn 312%, cần kiểm soát quyền lực người đứng đầu. Có lẽ đó là một cách gián tiếp báo Tuổi Trẻ đã phải thừa nhận công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam đã thất bại. Số vụ nhận hối lộ phát hiện tăng rất cao và cần kiểm soát quyền lực của người đứng đầu. Theo tờ báo Tuổi Trẻ phân tích, tại phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Tư pháp, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hòa đã trình bày ý kiến thẩm tra của nhóm nghiên cứu về báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật vào năm 2023, tính từ tháng 10 năm 2022 cho đến 31 tháng 7 năm 2023. Cụ thể, số tội phạm tham nhũng tăng 71% đối với đối tượng, có những đối tượng tăng tới 116%, còn số vụ nhận hối lộ phát giác tăng 312%. Và trước đó, tại phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 16 tháng 8 cũng cho biết, trong hai năm đầu nhiệm kỳ đại hội 13 đến nay, cơ quan này đã chỉ đạo thu hồi được 53.000 tỷ đồng, tức là tăng gấp 2,5 lần so với cả nhiệm kỳ của đại hội 12. Xử lý hình sự 31 cán bộ cấp trung ương, trong đó phần lớn là các tài sản tẩu tán ra nước ngoài. Đã có 31 cán bộ diện trung ương bị xử lý hình sự, trong số này có 6 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng, bí thư, nguyên bí thư tỉnh ủy và 9 sĩ quan cấp tướng thuộc quân đội. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan tiến hành tố tụng trên cả nước đã khởi tố điều tra 452 vụ án trên tổng số 1.400 bị can về các tội như tham nhũng tăng 155 vụ trên tổng số 727 bị can so với cùng kỳ năm 2022. Điều đó thể hiện và khẳng định hoàn toàn không có chuyện công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt thể hiện tính quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước là không có vùng cấm, không có ngoại lệ như nhà nước Việt Nam vẫn tuyên truyền hai mục tiêu cao nhất của công cuộc chống tham nhũng ở bất kỳ quốc gia nào cũng phải là làm giảm thiểu tình trạng tham nhũng xuống mức thấp nhất, đồng thời thu hồi tài sản tham nhũng ở mức cao nhất như có thể. Trên thực tế hiện nay rõ ràng công cuộc đốt lò của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào, kể cả việc duy trì cho nhóm tham nhũng ổn định, nó cũng không thành công. Nhận tới. 200.000 đô la Mỹ từ Việt Á. Vì sao cựu bộ trưởng Trung Ngọc Anh lại thoát tội? Gần đây có những ý kiến nghi ngờ về động cơ chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phải chăng đó là cách mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình tạo điều kiện để cán bộ tham nhũng dễ dàng để rồi sau đó tìm cách khởi tố bắt giam để thịt thu tài sản. Và chính sách tạo ra những kẽ hở của chủ trương bất nhân như thế sẽ liên quan đến việc chạy án tham nhũng vấn đề ai chạy và chạy ai để thoát tội cũng là điều dễ hiểu mà thực chất thì phải hiểu rằng nó là chính sách chống tham nhũng để nuôi tham nhũng có một số câu hỏi cần được làm rõ như thứ nhất tại sao những sai phạm trong các vụ án tham nhũng hầu hết là do cán bộ có thẩm quyền lợi dụng lỗ hổng của pháp luật để tham nhũng diễn ra trong thời gian rất dài mà không có biện pháp ngăn chặn ngay lập tức Thứ nhỉ, vì sao ông tổng bí thư Nguyễn Phú trọng lại đưa ra chủ trương lạ lùng là cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì được miễn xử hoặc xử nhẹ? Không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách chức tất cả mới là tốt. Thưa hỏi, chủ trương đó của ông tổng bí thư Nguyễn Phú trọng thực chất có phải là để dung túng cho tham nhũng hay không? Và từ đó đã dẫn tới những hệ quả rất rõ ràng. Mới đây, cựu Bộ trưởng Bộ khoa Học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã nhận 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt, Giám đốc Việt Á. Câu nói "tớ cảm ơn" của ông Chu với Phan Quốc Việt đã trở thành câu nói nổi tiếng trên mạng xã hội. Vậy, nhưng tại sao trong kết luận điều tra lại khẳng định không truy tố Chu Ngọc Anh tội danh nhận hối lộ? Đó là một vụ án điển hình của chính sách dung túng cho tham nhũng và chạy án tham nhũng chủ trương cán bộ sai phạm tự giác xin nộp lại tiền thì miễn sử hoặc sử nhẹ quốc nạn tham nhũng được coi là giặc nội xâm nhưng trên thực tế người đứng đầu của đảng cộng sản việt nam thì lại chủ trương coi tham nhũng là một loại dầu bôi trơn không thể thiếu cho bộ máy tham nhũng vận hành tham nhũng lâu nay thì ai cũng biết là nguồn cơn là gốc rễ của sự giàu có của các quan chức lãnh đạo đảng Vậy mà tại sao cách làm giàu của quan chức mang tính hệ thống trong suốt một thời gian rất dài như vậy vẫn không bị vô hiệu hóa và áp dụng nghiêm các quy định của pháp luật để mà ngăn chặn triệt đề. Việt Nam là một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên nguyên tắc đã là nhà nước pháp quyền thì phải sử dụng luật pháp để mà cai trị. Luật phòng chống tham nhũng quy định cụ thể rõ ràng như vậy và tại sao ông Trọng không chủ trương áp dụng triệt để và nghiêm ngặt mà lại xem chống tham nhũng là ta tự đánh ta. Để rồi không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách trước hết tất cả mới là tốt. Phải chăng nó là một chủ trương lớn của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để bảo vệ chính sách chống tham nhũng để nuôi tham nhũng? Bất kể quốc nạn tham nhũng ở Việt Nam hiện nay đã trở thành một khối u ác tính đang di căn ở giai đoạn cuối và rõ ràng việc cần kiểm soát quyền lực của người đứng đầu đối với ông Tổng Bí Thư như trong bài viết của báo tuổi trẻ là việc cần thiết và cấp bạch. Quý vị và các bạn vừa xem bài tuyển thuật của Thời báo chấm với tiêu đề Cần kiểm soát chính sách chống tham nhũng để nuôi tham nhũng của ông Tổng Bí Thư Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bình Thuận phá 619 hecta rừng nguyên sinh và đào hồ để mà khai thác titan. Sự thật hay tin đồn? Vào ngày 4 tháng 9, Việt Nam Express đưa tin Bình Thuận phá rừng tự nhiên hơn 600 hectare để làm hồ thủy lợi. Tin này lập tức làm nóng mạng xã hội. Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận quyết định phá khu rừng tự nhiên rộng tới 619 ha ở xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận để xây hồ chứa nước Capet, dung tích hơn 51 triệu m khối. Dự án này đã được Quốc hội thông qua từ năm 2019, dự kiến sẽ hoàn thành trước năm 2025. Trong số 600 ha rừng tự nhiên sắp bị phá, có 137 ha rừng đặc dụng của khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông. Theo Vietnam Express, rừng ở đây nhờ được bảo vệ nghiêm ngặt, ít bị con người tác động nên trữ lượng gỗ còn rất lớn. Có những cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi, khu rừng sẽ được bán đấu giá cho đơn vị khai thác gỗ, sau đó tỉnh sẽ cho bù lại bằng rừng trồng ở nơi khác với kinh phí 177 tỷ đồng. Bình Thuận phá khu rừng tự nhiên hơn 600 hectare ở huyện Hàm Thuận Nam để làm hồ chứa nước. Một số câu hỏi mà công luận đặt ra và muốn cơ quan chức năng, đặc biệt là Quốc hội Việt Nam, cần có câu trả lời đó là Tại sao lại phải phá khu rừng nguyên sinh hàng ngàn năm tuổi này trong khi lãnh đạo Việt Nam luôn khẳng định không đánh đổi môi trường lấy kinh tế và sự phát triển? Thứ hai, tại sao phải tuyệt diệt một hệ thống sinh thái mà cần phải mất hàng triệu năm mới hình thành cho được? tại sao không tính đến kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng chỉ đạo? Quyết định phá 600 hecta rừng sẽ là mất hàng tỷ cây xanh mà hầu hết. Ở đây là cây có hàng chục năm tuổi, thậm chí những cây hàng trăm năm tuổi và còn hơn nữa. Tại sao lại phải phá rừng rồi trồng lại rừng mới với diện tích gấp 3 lần? Vậy trong 1.800 hecta rừng trồng mới đó, tại sao không bố trí để đào hồ tại nơi đó? Thứ tư, nếu phải đào hồ, sao chỉ đào hồ rộng 700 ha sâu 5 m mà không sử dụng phương án đào hồ diện tích 300 ha bằng một nửa nhưng với độ sâu 12 m hoặc sâu hơn, bởi mặt hồ càng hẹp thì khả năng nước bay hơi nước càng ít hơn, nhất là trong điều kiện nắng ở xứ sở Bình Thuận. Hỏi có lẽ cũng là câu trả lời. Thông tin của ban tuyên giáo tỉnh Bình Thuận khi nói về giá trị rừng phòng hộ sông Móng Pa đã cho biết đây không chỉ là cánh rừng được đánh giá ít bị tác động nhất ở sông móng cá Paket, hàng ngàn cây lim xanh nhiều năm tuổi sừng sững chiếm những tán cao đẹp mê mẩn và hàng ngàn cây lim xanh mỗi cây trên 100 năm tuổi có giá trị hàng trăm triệu đồng. Có thể sử dụng công cụ tìm kiếm Google để không khó có thể tìm được giá của gỗ lim ước chừng khoảng 35 triệu đồng mỗi mét khối, giá của gỗ căm xe tròn là 10 đến 13 triệu đồng mỗi mét khối giá của gỗ hương là 18 đến 45 triệu đồng mỗi mét khối và giá của gỗ cẩm lai với tuổi thọ cao là tới 80 đến 100 triệu đồng mỗi mét khối. Theo những hình ảnh đăng trên Việt Nam Express có thể thấy đa phần là gỗ cầm xe mọc dày đặc ở khu rừng này. Nghi vấn bên dưới 600 hecta rừng ở Hàm Thuận Nam có mỏ titan rất lớn. Dư luận người dân ở địa phương cho biết tỉnh Bình Thuận hiện tại đã có 49 hồ chứa nước nếu phá trăm 600 hecta rừng này để đào hồ Capet thì đây sẽ là hồ chứa thứ 50 và ngay chừng dự án này có gì đó không ổn. Họ định phá 600 hecta rừng để lấy gỗ bán chia nhau ư? Việc và tận diệt một khu rừng nguyên sinh 600 hecta với nhiều gỗ quý có nhiều cây hàng trăm năm tuổi sắp diễn ra. Việc khai thác tất cả những tài nguyên quý giá của khu vực để rồi tóm lại vẫn là việc khai thác mua bán gỗ là chuyện hàng đầu. Theo ông Lưu Biểu Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu quan điểm. Mấy hôm nay nghe công luận nói rát bỏng về chuyện phá 600 hecta rừng Hàm Thuận Nam, Bình Thuận để mà làm hồ Capet. Như lại rõ ràng có dự án thủy điện đằng sau và rõ ràng có nhóm vân vân. Và báo tuổi trẻ trong bài viết mới tiêu đề Hố bom Titan làm tan hoang khu du lịch. Theo đó, trong việc khai thác Titan ở Bình Thuận đã được chỉ ra về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng titan đến năm 2020, xét tới năm 2030 do thủ tướng chính phủ phê duyệt vào năm 2013 với con số là 5,9 triệu tấn titan trị giá 138 tỷ đô la. Phải chăng việc phá 600 ha rừng và đào hồ chứa nước rộng tới 6-700 ha mà chỉ sâu có 5m, mục đích thực tế là để phục vụ cho việc khai thác titan của nhà đầu tư Trung Quốc? như dư luận ở Bình Thuận đang phản ánh. Điều kỳ lạ là quyết định quan trọng đó báo chí không được biết hoặc biết nhưng không được phép đưa tin. Và nếu như Việt Nam Express không đăng tải thì chẳng ai biết rằng trong khu rừng nguyên sinh này sắp bị đốn hạ hoàn toàn. Mãi cho đến ngày 4 tháng 9 khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận chuẩn bị phá rừng, báo chí mới được phép đưa tin như một chuyện đã rồi. Thì lúc đó người dân mới biết toàn cảnh khu rừng nguyên sinh 600 hecta. Cũng ngày 4 tháng 9, nhiều tài khoản Facebook loan tin, nhà báo Việt Quốc Facebook, Quốc Phan Thiết tác giả bài báo khu rừng hơn 600 hecta sắp bị phá làm hồ thủy lợi trên trang Việt Am Express bị hấp dọa ngay khi công bố sự thật này. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi đăng tin kêu cứu, status này của nhà báo Việt Quốc đã bị gỡ bỏ đúng quy trình. Dư luận phản ứng cho rằng đó là một quyết định phản quốc của quốc hội song quốc hội không thể bấm nút thông qua nếu không có sự chỉ đạo của đảng ở đằng sau cho nên đảng cộng sản việt nam phải chịu trách nhiệm về quyết định này điều đó càng cho thấy quyết định của quốc hội một lần nữa không thể hiện ý chí của toàn dân như họ hay nói mà thể hiện ý chí của đảng và các nhóm lợi ích của nó quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin ngày hôm nay Bình Thuận phá 619 hecta rừng nguyên sinh và đào hồ để khai thác ti tàn. Sự thật hay tin đồn? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo đ